Xin chào mừng cả nhà quay trở lại với Mayland TV. Hôm nay nó sẽ là một cái không phải là một clip thí nghiệm nữa mà một cái clip gọi là clip hậu quả nha mọi người. Hậu quả của việc cãi thầy núi đè trong điều kiện thời tiết âm u như này mọi người. Âm u liên tục, ngày nào cũng âm u và ngày nào cũng mưa. Có ngày mưa rỉ rả từ sáng sớm cho tới hết buổi chiều luôn. Như vậy là cây lan nó sẽ bị một cái vấn đề, đó chính là thừa đạm. Vậy biểu hiện của một cây lan thừa đạm như thế nào? Nhưng mà trong tình trạng thời tiết như vậy mà Mayland TV có thử nghiệm. Tại vì thử nghiệm nên buộc phải tưới combo cột pháp liên tục mọi người. Nhưng mà nó sẽ gây ra cái hậu quả như thế nào thì bây giờ Mayland TV sẽ cho mọi người xem. Và cái giải pháp sau đó là gì? Mời mọi người tiếp tục theo dõi nha. Rồi đây mọi người, đây là thời tiết ha. Thời tiết của thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, lúc nào cũng âm u như này mà liên tục 2 tuần rồi. Nghĩa là thỉnh thoảng khoảng được 50 phút nắng lên thôi mọi người. Giống như buổi sáng này được một buổi sáng nắng rất đẹp nè. Còn nguyên 2 tuần trước là và tình trạng này rất là nhiều. Và theo dự báo thời tiết thì luôn luôn như thế này trong vòng 2 tuần nữa. Mình có coi trên dự báo thời tiết á. Vậy trong cái tình trạng mà mưa nhiều, mưa liên tục vậy mà Mayland TV vẫn liều lĩnh tưới combo cò pháp, tưới để thí nghiệm nha, tưới để thí nghiệm. Nhưng mà trên những cái giò lan đen rô đang bị suy yếu như này là gây ra hậu quả nghiêm trọng này mọi người. Vàng lá đấy, vàng lá đấy là dấu hiệu của việc mọi người đã xem clip của anh Hùng rồi đúng không? Khi mà các bạn xịt vào á, các bạn nhận biết này, nó bị quá tải thì thường những cái lá trưởng thành nha, nó sẽ vàng đồng loạt. Thừa đạm nitrat thì nó sẽ dẫn tới cái tình trạng là vàng lá già và rớt lá già. Đây mọi người, rất là rõ ràng luôn, vàng lá già và rớt lá già. Như chậu này là rõ ràng nhất rồi. Nhưng mà trong điều kiện cây nó đang bị suy yếu mọi người, cây đang bị suy yếu thì nó sẽ bị như này ha. Đó, vàng lá già và rớt lá già. Còn cái mầm tơ vẫn mơn mởn bình thường, mầm tơ đi rất là nhanh luôn. Đây là clip hậu quả ha. Không nghe lời chuyên gia đó, nôn nóng kiểm chứng kết quả thì đi ngọn rất là đã luôn đó. Kết quả đi ngọn rất là đã, rễ ra bắn xuống dưới rất là ok. Nhưng mà bù lại mà có một cái hậu quả đó chính là dư đạm NO3, tại trong nước mưa rất là giàu đạm luôn, mà nó mưa liên tục, ngày nào cũng mưa chứ không phải là ngày nắng ngày mưa đâu. Thời tiết bây giờ rất là kỳ. Đó, già, vàng lá già và rớt lá già. Cái triệu chứng anh Hùng đã nêu rồi trong cái clip của trên kênh của anh á, là vàng lá già và rớt lá già này mọi người. Cãi thầy, hồi bữa trước anh lên vườn đã nói là dừng ở cái bước mà bước 3 là đừng có đi combo cò pháp nữa, tại vì mưa liên tục phải tưới bổ sung cho nó canxi, magie và kẽm. Không nghe, quất cho một liều nữa, gặp mấy ngày mưa liên tục nữa luôn. Mưa đấy, thấy chưa, hậu quả cũng khá là nặng nề đó mọi người. Nên là phải nghe lời chuyên gia mọi người ơi. Đó, vàng hết lá già ha. Tại vì cây khi nó dư đạm thì nó sẽ vàng lá và nó đào thải lá đó đi, để nó đào thải cái đạm dư trong người nó ra đó mọi người. Rồi đấy mọi người thấy chưa, cãi thầy là núi đè. Người ta có trình độ, có kiến thức, có chuyên môn và có kinh nghiệm, người ta khuyên không nghe, lại tiếp tục chơi thêm một liều, nghĩa là 4 liều nhưng mà đi rất là dài, nghĩa là 3 ngày thứ lần. Tại vì cái thời gian mình quay clip á, nên mình muốn nhanh một xíu, gấp rút xíu để mình thử nghiệm cho các bạn xem, cho các anh chị xem. Nhưng mà thành ra là nó bị quá nhiều đạm rồi, thành ra trời mưa liên tục và không có nắng liên tục. Nên là cái cây mình là cây đang suy yếu, nên là nó gây là vàng lá già. Dư đạm thì nó sẽ vàng lá già và nó đào thải bớt đạm trong cơ thể nó ra, thì nó bị vàng lá và rớt lá già nha cả nhà. Rồi thì sau khi xảy ra cái hậu quả không mong muốn này rồi, Mayland TV đã cũng nhờ tư vấn và cũng đã tưới cho nó một cái liều gọi là Ginseng 15 để bổ sung canxi, giúp cho cân bằng cái pH bên ngoài môi trường, giúp cho tế bào nó cứng cáp lại, bổ sung magie giúp cân bằng pH bên trong cây, trong tế bào,
giúp cho cây hoạt động tốt hơn trong điều kiện ánh sáng là gọi như là lâu lâu có nắng được 50 phút thôi, còn lại là mù quanh ngày như thế này. Bổ sung cho kẽm để nó làm cứng đột non. Thì hy vọng tình trạng này sẽ dừng lại, và chắc chắn là nó dừng lại. Mọi người đã thử hôm qua, đã xịt phun hôm qua rồi, thấy hôm nay thì bắt đầu là êm rồi. Nên mọi người đừng có khi mọi người chăm lan, mọi người đừng có nôn nóng, đừng có đi theo với sơ đồ của Mê Lan TV nha. Tại vì Mê Lan thật ra chăm cây ở nhà thì Mê Lan TV tưới tuần ngày, nhưng mà mấy cái cây này, mấy cây thí nghiệm làm clip mọi người, để muốn đẩy nhanh tiến độ để ra clip kịp cho mọi người theo dõi á, nên là hơi nôn một xíu, thành ra là tiêu rồi. Mọi người nhớ tránh nha. Rồi, để theo dõi các clip tiếp theo, cả về thành công, cả về thất bại, nghĩa là kinh nghiệm có, kinh nghiệm thành công có và kinh nghiệm xương máu có, phải trả giá có, thì mọi người nhớ bấm theo dõi. Các clip tiếp theo Mê Lan TV sẽ tiếp tục thực nghiệm trên các dòng lan khác có giá trị khác, giống như là năm cánh trắng Phú Thọ hoặc là hắc hô, các loại kiếm đắt tiền, nghĩa là thực hiện hết cho mọi người. Thay vì mọi người phải trải nghiệm, mọi người trả giá, mọi người chỉ cần xem YouTube của Mê Lan TV thôi là mọi người sẽ được trải nghiệm rồi, rất là thực tế luôn, không giấu giếm cứ điều gì cho mọi người. Rồi, chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở clip lần sau ạ.